Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam 2022 sẽ có những phiên thảo luận liên quan đến các vấn đề có tính tổng thể, toàn diện, đồng thời sẽ rà soát lại tất cả các vấn đề trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Bên cạnh đó là những kỳ vọng về việc nhận diện được những điểm nghẽn quan trọng, đặc biệt là liên quan đến cơ chế thể chế. Đây là nhận định mà Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Quang Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam đưa ra trong cuộc trao đổi với phóng viên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Cảm ơn ông. Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam năm 2022 sẽ trao đổi tham vấn các ý kiến nóng về các vấn đề kinh tế xã hội của đất nước trong 9 tháng đầu năm cũng như trong cả năm 2022. Vậy theo ông, nội dung trọng tâm và nổi bật nhất của Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam năm 2022 là gì ạ? Các cái vấn đề trọng tâm thì đương nhiên là làm sao để mà đấy, như chúng ta thấy là củng cố nền tảng vĩ mô, rồi là rà soát lại các động lực cho tăng trưởng. Đặc biệt là bây giờ làm thế nào để tạo động lực cho cái khối doanh nghiệp phục hồi. Chúng ta đã có một số kết quả ban đầu cũng khá là tốt, nhưng mà nhìn chung thì các doanh nghiệp vẫn còn rất là khó khăn. Thế rồi người lao động, thị trường lao động vân vân cần phải sự phục hồi. Rồi các vấn đề về xã hội, rất nhiều vấn đề. Thì tôi cho rằng là cái diễn đàn lần này sẽ phải rà soát được tất cả những vấn đề cả ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Diễn đàn lần này sẽ rà soát đối chiếu những mục tiêu đặt ra cũng như là việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong những tháng vừa qua. Vậy theo ông, điều này có ý nghĩa như thế nào trong việc điều hành kinh tế vĩ mô cũng như trong quá trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội của đất nước? Cái điều đó rất là quan trọng, bởi vì chúng ta đã đặt ra các cái mục tiêu, thì cái việc bám vào mục tiêu để có thể thực hiện được các mục tiêu thì đương nhiên là những cái định hướng quan trọng rồi. Triển khai cái nghị quyết 43 và nghị quyết 11 trên thực tế thì có thể thấy là về cơ bản là chúng ta cũng thấy là nó có tác dụng rất là tốt. Đấy, như là tăng trưởng đã phục hồi khá là tốt nếu mà so với các nước trong khu vực, chúng ta có cái đà để có thể là phát huy thêm. Tuy nhiên, nếu mà nói về các vấn đề mà cần phải chú ý đặt ra thì còn khá là nhiều. Ví dụ như nhiều cái chính sách của chúng ta đề ra trong nghị quyết 43 cũng như nghị quyết 11 của chính phủ thì khi đưa vào thực tiễn ở một số địa phương thì nó không hẳn là chúng ta đã thiết kế nó trúng. Ví dụ như là cái thời hạn nó còn ngắn này, hay là một số các cái khu vực, đặc biệt là khu vực phi chính thức thì lại không được chú ý. Khoảng 1/3 cái nền kinh tế của chúng ta là nó liên quan đến khu vực phi chính thức. Người lao động rất nhiều nhưng mà người ta là vì lao động tự do. Cái khối đấy cũng rất là cần phải quan tâm, chúng ta đều phải rà soát cả để xem là có những cái vướng mắc gì chúng ta có thể bổ sung rồi điều chỉnh. Vậy ông kỳ vọng như thế nào về Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam năm 2022? Cái kỳ vọng nhiều nhất là một cái diễn đàn mà thảo luận những vấn đề có tính toàn diện, tổng thể. Cái thứ hai là tôi cũng kỳ vọng là sẽ có sự chia sẻ kinh nghiệm quốc tế của các tổ chức quốc tế, các chuyên gia quốc tế, các trường đại học quốc tế. Cái thứ ba là chúng tôi cũng có cái kỳ vọng là chúng ta sẽ nhận diện được ra những cái điểm nghẽn quan trọng, đặc biệt là các vấn đề về thể chế. Tôi nói ví dụ hiện nay bây giờ thấy là giải ngân đầu tư công là chậm, chúng ta ai cũng biết, nhưng mà lý do là gì, nguyên nhân đằng sau là sao? Thì cần phải có những cái nhận diện cho đúng, và trên cơ sở đó thì chúng ta có cái căn cứ đưa ra các đề xuất, kiến nghị, giải pháp, đặc biệt là những cái giải pháp đột phá. Một lần nữa cảm ơn ông đã tham gia chương trình.